Bà quay phim đi. Bà đang quay phim. Anh đang quay phim. Hả? Cho bà quay phim tí đi được không? Thử coi. Bà số 3 đi. Anh mà tại sao vậy? Mà nay cái chạy kìa hôm đó. Đang nhẹ nhẹ thôi. À. Quay phim nha. Cẩn thận. Không có thắng mình phải chạy từ từ. Ôm nha, ôm cẩn thận nha. Ê bé em quỳnh kìa. Quá. Cha không có thắng. Đừng, nó đừng có nhào lại mình được rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Ê, có chừng. Con anh định thắng đùng ba luôn á, bà này cứ chạy chạy vậy hoài. Hồi mai con muốn thắng, bà này cứ lấy cái chừng của con, bà này đi đập thắng nha. Anh chạy theo vậy? Anh Thi. Đây giờ Thi ơi, coi em Quỳnh giùm chú đi Thi. Ê, đừng có nhún nhảy vậy, để yên đi. Con không có phù hợp với. Rồi để ba chạy lại cái chỗ à. Cho mẹ tô với lại cái cô gì đó. À, ôi dạ. Quỳnh đâu? Anh mình chạy vô cỏ nó khó chịu lắm.
Yeah, yeah.